Vậy là cũng đã được 4 tháng kể từ khi chiếc MacBook này được ra mắt, MacBook Air 15 inch 2023. Thời điểm mà nó được ra mắt thì ngay cả chính bản thân mình và rất nhiều người dùng MacBook Air 2022 bản 13 inch khác cảm thấy vô cùng là tiếc, bởi vì là tuy rằng chiếc máy này có thể cao hơn tiền một chút, nhưng những gì mà được trải nghiệm trên chiếc máy này nó rất là xứng đáng với giá tiền luôn. Vậy thì qua một thời gian như vậy, mình đã nhận được ra điều gì ở trên chiếc máy này? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong video này nhé. Trước khi MacBook Air 15 inch được ra mắt thì nếu như các bạn cần một cái máy màn hình to thì chắc chắn chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là 14 inch hoặc là 16 inch ở trên những chiếc MacBook Pro. Bên trong nó lại được trang bị vô cùng nhiều các cái tính năng khác, nhiều linh kiện khác nữa nên chiếc máy rất nặng. Nếu như bạn chỉ là một người làm văn phòng bình thường, không cần quan tâm đến quá nhiều các cái sự gọi là phần cứng, chuyên nghiệp và mạnh mẽ hơn, thì nếu mà chọn bản 14 và 16 inch nó thật sự là quá dư thừa và nó làm cho chúng ta cảm thấy ám ảnh mỗi khi phải mang đi 2,1 cân ở trên chiếc MacBook Pro 16 inch 2021 và 2023. Nó thật sự là gây ám ảnh cho bất kỳ người dùng nào đang quen dùng Mac là một chiếc máy mỏng nhẹ mà chuyển sang dùng một chiếc máy như thế. Nhưng với sự xuất hiện của MacBook Air 15 inch M2, chúng ta vừa có được một chiếc màn hình lớn, vừa có hiệu năng đủ mà lại rất nhẹ nhàng như một chiếc laptop phổ thông. Và tất nhiên thì mức giá nó vẫn sẽ tốt hơn so với cả các phiên bản Pro, bởi vì cơ bản thì đây là một bản màn hình lớn hơn của chiếc 13 inch mà thôi, sẽ không được trang bị thêm quá nhiều các công nghệ xịn sò như là bản 14 và 16 inch nữa. Đầu tiên để nói về màn hình thì thực tế ra mình thấy chiếc máy này cũng chả khác gì máy mình đang dùng cả, đó là bản 13 inch. Cái chất lượng của màn hình này, độ phân giải nó vẫn như vậy thôi, nhưng nó vẫn là một cái màn hình rất đẹp, không bị rỗ, chất lượng vẫn y nguyên như là bản 13 inch. Nhưng được cái là màn hình lại to hơn, chúng ta lại có rất nhiều trải nghiệm tốt ở trên này. Một màn hình Liquid Retina, độ phân giải 2K và độ sáng 500 nit, có lẽ là không cần phải đề cập quá nhiều đến nữa, mà mình sẽ đề cập nhiều hơn một kích thước của nó. Đối với mình thì đây là một kích thước hoàn hảo cho không gian làm việc tuyệt vời, mà khi mà chúng ta nhìn vào đây có thể đa nhiệm được rất nhiều các tác vụ khác nhau mà ngày trước mà mình dùng trên chiếc máy 13 inch ấy, thật sự là hơi bị tù túng một chút, bởi vì cơ bản thì đây cũng chỉ là một màn hình tương đối là gọi là bé nhất ở trong các sản phẩm MacBook bây giờ. Và nếu như các bạn cũng đang sử dụng tính năng State Manager nữa từ bản cập nhật Ventura thì sẽ thấy nó rất là tiện ở trên cái màn hình 15 inch như thế này. Chúng ta có thể chuyển đổi qua các app, mở được thêm nhiều cửa sổ, sắp xếp được nhiều thứ hơn ở State Manager như thế này nữa. Và nếu chắc chắn bạn nào đang sử dụng 15 inch thì không muốn quay lại 13 inch luôn, bởi vì cái màn hình này thật sự là quá đã đi. Điểm cộng tiếp theo sẽ là một điểm cộng rất lớn dành cho chiếc máy 15 inch này nói riêng và rất nhiều các sản phẩm MacBook khác nói chung. Mọi người nhìn vào đây thì đoán xem nó là cái gì ạ? Đúng, chính là đó, trackpad. Trackpad của MacBook từ trước đến giờ vẫn luôn là một cái sản phẩm rất tuyệt vời và nó luôn là một điểm cộng lớn ở trên các chiếc máy MacBook so với cả các chiếc máy Windows khác. Và đặc biệt ở trên chiếc máy 15 inch này nó lại còn càng tuyệt vời hơn khi mà kích thước của trackpad rất lớn. Chúng ta có thể trải nghiệm cái cảm giác vuốt chạm này, kéo thả này, rồi rất nhiều các tác vụ khác ở trên cái trackpad này, vô cùng thoải mái và dễ dàng để sử dụng luôn. Mình đã tập dần dần với cả cái thói quen là bỏ dùng chuột khi mà sử dụng chiếc MacBook Air 13 inch kia. Tuy nhiên đến lúc mà mình có cái cơ hội để được trải nghiệm máy 15 inch như thế này thì trong khoảng gần một tháng thôi, gần như là mình không bao giờ phải đụng vào chuột nữa. Từ cái việc mà chúng ta cảm ứng lực đến mà các cái tác vụ kéo thả thì không có gì để chê ở trên này luôn. Đây là một điểm cộng rất lớn trong một cái thời gian mà mình đã trải nghiệm trên chiếc máy này, và xứng đáng là phải được nhắc tên đến ở trong video ngày hôm nay. Trải nghiệm ở cửa hàng thôi là chưa đủ rồi, chắc chắn là như vậy, nên là mình cũng có mượn chiếc máy này về để có thể là trải nghiệm thực tế ở bên ngoài, xem là nếu mà mình sử dụng nó có nhỉnh hơn so với ở con 13 inch của mình hay không. Và nếu như mà để nói về cái phần pin ý, ban đầu thì mình rất là lo lắng bởi vì là cái màn hình này nó to hơn, thì chắc chắn là nếu như ở môi trường bên ngoài mình sẽ phải bật mắc sáng nhiều hơn, và một cái màn hình to như thế mắc sáng nhiều chắc chắn là pin sẽ tốn hơn so với cả chiếc 13 inch. Nhưng mà không, nó vẫn có thể sử dụng được rất là ổn ở trong một ngày làm việc và một ngày học tập của mình. Mình mang ra ngoài sạc đầy pin, cuối ngày về nó vẫn còn đủ khoảng 20-30% cho mình có thể kịp thời mà cắm sạc vào, hoặc là có thể chơi thêm một vài trận game nhỏ nhỏ để có thể là giải trí. Thì đối với cả cái pin của nó gần như là không có gì để lo cả. Nếu như bạn sử dụng chiếc máy này cho công việc văn phòng thì ok luôn, nó vẫn sẽ giống như chiếc 13 inch, pin rất trâu. Còn để nói về cái phần cân nặng thì 1,5 cân nghe thì nó sẽ nặng như là kiểu cái chiếc MacBook Pro á, MacBook Pro 13 inch á, nó là đang khoảng 1,4 cân thì phải. Thì chiếc này là 1,5 cân. Tuy nhiên mang đi mang lại thì cũng rất thoải mái thôi, nó không bị quá nặng nề như là chiếc 14 hay là 16 inch. 14 inch ý, nó chỉ nặng khoảng 1,7 cân thôi, nhưng mà so với chiếc này nó lại là một trời một vực luôn. Cảm giác cầm nó đã rất khác nhau rồi. Ngoài những ưu điểm về độ lớn màn hình này,
độ sáng màn hình này hay là về pin ở trên chiếc máy này thì mình lại không phải là quá chú trọng về những điểm đó. Cái mà mình thích nhất ở trên chiếc 15 inch này lại là về loa. Loa của nó lại có một cái sự khác biệt rõ rệt hơn so với cả chiếc 13 inch. Nếu như các bạn cũng theo cái trường phái gọi là nghe nhạc top top giật giật giống như mình, kiểu như là ôi trời ơi, chết đấy. Đó, khi mà các bạn nghe thấy những cái âm nhạc mà nó hơi có cái bass nó căng một chút thì nghe ở trên chiếc máy này cũng rất là tuyệt vời luôn. Nghe rõ luôn cả các cái tiếng bass của nó. Mặc dù như nếu như bạn đã dùng cái máy 14 và 16 inch rồi, có thể biết là cái chất âm của nó đỉnh cao như thế nào. So với con máy này mà với cả 14, 16 inch thì đúng là không có tuổi thật. Nhưng mà nhìn chung với cả một cái chiếc máy mỏng nhẹ như thế này thì đây cũng là một chiếc loa rất là ok rồi đấy nhá. Và cực kỳ đáng khen cho với cả E15 inch của chúng ta. Khen thì cũng đã nhiều rồi thì bây giờ chúng ta cũng phải chê chê đi chứ đúng không? Cái điểm yếu mà thực ra cũng không hẳn là yếu mà nó cũng không được gọi là cân xứng nằm trên chiếc máy này. Cái bản base của nó là bản 8256 đã được trang bị ngay con chip M2 với 8 nhân CPU và 10 nhân GPU rồi. Như vậy là khi mà chúng ta xử lý đồ họa nó cũng sẽ tốt hơn nhiều so với cả cái bản 13 inch chỉ là 8 nhân CPU và 8 nhân GPU thôi. Khi mà chúng ta sử dụng ở trên màn hình này, có thể là với bản base như thế chúng ta cũng không làm được quá nhiều việc. Như là Premiere thì ít nhất thì chúng ta cũng phải chọn lên những cái bản cao hơn kiểu 16A56, 16A52 hay là gì đó. Nhưng mà nhìn chung khi mà đã được trang bị một con chip mạnh như thế vào đây thì tốt nhất là nó cũng phải có một cái hệ thống tản nhiệt, nó phải gọi là xịn sò hơn một tí. Nhưng mà nhìn thấy cái máy này nó không có quạt tản nhiệt ở bên trong thì mình thấy nó cũng hơi hụt hẫng so với cả cái việc mà con Pro 13 inch, con máy nhỏ hơn với cả cái số nhân GPU nó cũng tương tự như chiếc máy này. Mà có quạt tản nhiệt thì chắc chắn là về sau khi mà chúng ta render cái video ra nó cũng sẽ tốt hơn so với cả cái bản 15 inch này. Vì vậy đây cũng là một cái điểm hạn chế khá khá khi mà chúng ta phải sử dụng một cái máy mà không có quạt tản nhiệt mà hiệu năng cũng rất là cao ở bên trong. Hy vọng là về sau khi mà những cái chip mới như là M3, M4 ra mắt, cái sự mà cân bằng nhiệt độ của nó sẽ tốt hơn mà hiệu năng vẫn rất là ok thì không cần quạt tản nhiệt trên này có lẽ là cũng sẽ là ổn. Ok, đó là phần trải nghiệm của mình về chiếc E15 inch 2023 này. Nếu như bạn cũng đang sử dụng chiếc máy đó thì hãy để lại ý kiến bên dưới với comment cho mọi người cùng biết trải nghiệm của các bạn như thế nào ở trên chiếc máy này, công việc của các bạn như thế nào khi mà sử dụng E15 inch 2023 để cho mọi người cùng biết và có thể là sẽ gia tăng thêm cộng đồng sử dụng E2023 nhé. Còn nếu thấy video này hay, hãy để lại một nút like, một đăng ký kênh cho kênh YouTube của Magwan để không bỏ lỡ những nội dung cực hay ở trên YouTube, YouTube Short và TikTok nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.